Surprise, surprise. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Lê Lết Đất Mỹ. Hiện tại Cao đã lê lết đến một thành phố biển xinh đẹp ở bờ đông của nước Mỹ. Đó chính là Virginia Beach. Trong video lần này, Cao sẽ dắt cả nhà qua 5 địa điểm tham quan tại thành phố biển xinh đẹp này và review một vài quán ăn ở đây nhé. Nhưng trước hết thì cùng nhau tìm hiểu đôi chút về Virginia Beach nào. Virginia Beach là một thành phố độc lập nằm trên bờ biển đông nam của khối thịnh vượng chung bang Virginia ở Mỹ. Dân số tại thời điểm điều tra dân số năm 2020 là 459.470 người. Mặc dù chủ yếu là ngoại ô, đây là thành phố đông dân nhất ở Virginia và là thành phố đông dân thứ 43 trên toàn quốc. Nằm trên Đại Tây Dương ở cửa vịnh Chesapeake, Virginia Beach là thành phố lớn nhất trong vùng đô thị Hampton Roads. Virginia Beach là một thành phố nghỉ mát với hàng dặm bãi biển và hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ và nhà hàng dọc theo bờ biển của nó. Hàng năm, thành phố tổ chức giải vô địch lướt sóng bờ biển phía đông cũng như giải vô địch bóng đá trên cát Bắc Mỹ, một giải đấu bóng đá trên bãi biển. Đây cũng là nơi có một số công viên tiểu bang, một số khu vực bãi biển được bảo vệ lâu dài, căn cứ quân sự, một số tập đoàn lớn và nhiều di tích lịch sử. Thành phố được ghi vào sách kỷ lục Guinness vì có bãi biển dài nhất thế giới. Khi đến với Virginia Beach thì chúng ta nên ở đâu sẽ là câu hỏi của rất nhiều người. Dọc bãi biển là hàng trăm khách sạn lớn nhỏ với nhiều giá cả khác nhau. Theo Cao thì cả nhà cứ chọn hotel với giá cả hợp túi tiền của mình và nằm ngay bãi biển để tiện việc tham quan và tắm biển. Nhóm Cao đã chọn The Caves Hotel với giá 165 đô một đêm cho phòng đôi 2 giường hướng biển. Khách sạn rất sạch sẽ, cả nhà có thể tham khảo ở đây hoặc các khách sạn gần đó nha. Còn bây giờ thì cùng nhau dạo qua 5 địa điểm tham quan tại Virginia Beach nào. Địa điểm đầu tiên là Virginia Beach Boardwalk. Virginia Beach Boardwalk tại Ocean Front là một con đường dọc biển rộng 28 feet, trải dài 3 dặm và có đường dành riêng cho xe đạp, lý tưởng để đi dạo trượt patin và đi xe đạp. Chương trình giải trí được tổ chức hàng đêm trong những tháng mùa hè và 4 sân khấu bên bờ biển tại các đường số 7, 17, 24 và 31 cung cấp các buổi biểu diễn nhạc sống. Mổ hậu luôn, mổ hậu. Cái tao này, cái lao không phải. Nhìn ra ngoài đó đi. Mai cười bớt cho hồn, mổ ra nè mai. Nè, 1, 2, dọc theo lối đi lát đá sạch sẽ mát mẻ này là một loạt các nhà hàng cổ kính ngoài trời và các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe đạp. Đói chưa chị? Đói chưa? Đói. Tao khẩu trang hả, miệng ngước lên trời là có đồ ăn hả? Nhiều khi tao sợ mấy chim nó mệt với cái ăn sách của tao nên tao phải bịt lại. Mở khẩu trang ra mấy chim thấy là nó bẹt 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 bẹt. Nó dành nhau phải che lại thôi, mở ra nó ối. Bỏ đường dưới. Mở khẩu trang ra. Từ khách sạn, cả nhà có thể đi bộ ra đây để đi dạo ngắm cảnh hoặc tắm biển nhé, rất là thuận tiện. Và tiếp tục đi dọc theo Virginia Beach Boardwalk, chúng ta sẽ tìm thấy địa điểm kế tiếp, địa điểm thứ hai, Virginia Beach Fishing Pier. Là một trong nhiều cầu tàu đánh cá nằm ở bang Virginia, đây là bến tàu duy nhất có thể đến được từ Virginia Beach Boardwalk. Bến tàu câu cá trước biển Virginia Beach là một trong những điểm tham quan bãi biển Virginia được yêu thích nhất đối với khách du lịch. Chúng ta có thể kéo qua cửa hàng quà lưu niệm và quán ăn trên cầu tàu này, hoặc mua vé để ra ngoài cầu tàu đi dạo ngắm biển. Từ cuối cầu tàu, chúng ta có thể thấy toàn bộ Boardwalk với tất cả các khách sạn, cửa hàng, nhà hàng và bờ cát theo đúng nghĩa đen của nó. Đó là quang cảnh ngoạn mục của bãi biển Virginia Beach. Cái này ở chỗ ấy mà, thì chỗ du lịch mà. Phải mắc thôi. Yeah.
cho nó sạch hết rồi. Về bữa này sơn tóc tóc luôn. Bà rẻ thêm 10 đồng em on top một rác đúng không? Mắc quá hả? Ở đây thấy gì vậy? Nên chúng ta chỉ đi nhìn cho biết thôi. Địa điểm thứ 3 của chúng ta nằm nơi giao nhau giữa Boardwalk và đường số 31, đó chính là Neptune Park. Bức tượng khổng lồ của vua Neptune cao 34 feet này là biểu tượng của công viên Neptune, là nơi trình diễn của nhiều ban nhạc sống trong suốt mùa hè. Với bãi biển làm bối cảnh tuyệt đẹp và nhạc sống từ các ban nhạc, công viên là một điểm dừng chân mà chúng ta không nên bỏ qua. Nếu bạn ở Virginia Beach đủ lâu, nhớ ghé thăm Neptune Festival vào mùa hè nhé. Lễ hội thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương. Lễ hội được trải dài trên toàn bộ lịch mùa hè và kết thúc vào cuối tháng 9. Cái này bằng đồng á, mấy con bằng đồng. Gì vậy mày? Nằm ở đầu cuối phía nam của Boardwalk, chúng ta sẽ tìm thấy một công viên ngay trên bãi biển rộng 15.000 square feet có tên Grommet Island, và đó chính là địa điểm thứ tư. Đây là địa điểm hoàn hảo cho gia đình có trẻ nhỏ, ngoài khu vực cầu trượt, đu xà, đu dây, leo trèo các thể loại. Sân chơi cũng tự hào có các đặc điểm điêu khắc như cá heo, ván lướt sóng và sóng, dễ dàng tiếp cận cho trẻ em giả vờ cưỡi sóng và bơi cùng cá heo. Cả nhà không nên bỏ qua địa điểm này nhé. Nó lượt bà chi, tội xuống chi. Ngồi lỡ. Đi ra biển tí đi. Ra biển tí đi. Đâu có, đâu có bơi được đâu. Ô, thấy nè. Ê, chụp hình đây được á. Để em chụp cho anh tắm nha. Hit me. Ra trước đi. Chị mày đang chiên công chiên. Mặc gì đâu đà nè. Chở nào cái tụi nhờ. Tôm chiên chân châu nè. Sau khi đi một vòng các điểm trên bờ biển thì nhóm cũng đã khá đói. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm nhà hàng ăn trưa nha. Atlantic Avenue là con đường song song với Boardwalk, nơi hội tụ vô số nhà hàng, cửa hàng, quán cà phê và mặt trước của toàn bộ các hotel dọc bãi biển. Cả nhà cứ đi dọc Atlantic Avenue để mua sắm và tìm cho mình một nhà hàng ưng ý nha. Nhóm Cao đã tìm được một nhà hàng khá ngon và giá cả cũng hợp lý nữa. Bây giờ cùng vào xem nhà hàng như thế nào nha.
Đem từ giấy nha. Nhìn hai bạn đẹp gái vậy mà ăn bốc hả? Cái đó là xu hướng mới, không có liên quan gì nhau, đẹp đẹp bốc bốc à. Sau khi lắp đầy bao tử rồi, bây giờ nhóm của tụi Cao sẽ đi bộ về khách sạn để lấy xe để đến với địa điểm thứ 5 là địa điểm cuối cùng của chúng ta. Địa điểm thứ 5, Cape Henry Lighthouse. Cape Henry Lighthouse nằm ở Fort Story, một căn cứ quân sự do Hải quân Hoa Kỳ điều hành. Cả nhà nên lưu ý rằng khi đến đây chúng ta phải vào cổng an ninh của khu quân sự Fort Story. Tất cả các du khách trên 16 tuổi sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ. Các phương tiện có thể bị khám xét và chúng ta sẽ đi shuttle bus đến chân Lighthouse để mua vé lên tham quan. Giá vé 10 đô một người thôi nha. Cape Henry Lighthouse là một cặp ngọn hải đăng ở Cape Henry, địa hình đánh dấu lối vào phía nam của vịnh Chesapeake ở bang Virginia của Mỹ. Ngọn hải đăng nằm gần địa điểm First Landing, nơi những người định cư Anh đặt chân đầu tiên trên đường đến định cư tại Jamestown, được xây dựng bằng đá sa thạch giống như phần lớn của Washington DC. Ngọn hải đăng đã hướng dẫn khách đi biển đến nơi an toàn trong gần 100 năm. Treo lên Lighthouse. Ngọn hải đăng ban đầu được chính phủ Hoa Kỳ ủy quyền đầu tiên, có từ năm 1792. Đây cũng là dự án xây dựng liên bang đầu tiên theo hiến pháp, với tổng chi phí là 17.700 đô la Mỹ. Ngọn hải đăng thứ hai được xây dựng và hoàn thành vào năm 1881 và nằm cách ngọn hải đăng đầu tiên khoảng 350 feet, sau khi nảy sinh mối quan tâm về sự ổn định của ngọn hải đăng đầu tiên. Ngọn hải đăng mới được sơn đen trắng này do lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ duy trì và vận hành, đã được tự động hóa và vẫn hoạt động cho đến ngày nay, tuy nhiên nó không được mở cửa cho công chúng. Cả hai ngọn hải đăng đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia vào năm 1970. Ok, let's go. Thank you. Thank you. Nó nói là chuẩn bị mùa cao điểm rồi. Tụi nó vừa mới chuyển qua là xong mùa cao là ép thêm một giờ là họ ra lỗ tai luôn. Trời ơi, trời ơi, con đấy chứ. Của người ta làm ở trong này á, lính rồi đó. Nhưng mà nó nói nè, cái này là nó bé. Là xíu mà mình đi vô cái thác ngay chỗ thác hình đó đúng không? Thấy ông nội kia xong rồi đi bộ ra ngay ông thừa lúc đó. Cái đó là nằm một thác. Còn nếu mà chị đi lộ cái đường này á, thấy không? Rồi đi ra đạp xuống cỏ 800 đồng. Quay ta đi. Sau khi khám phá Lighthouse xong thì chúng ta có thể đi bộ đến đài tưởng niệm Cape Henry. Đài tưởng niệm Cape Henry đánh dấu vị trí nơi những người thực dân Anh đặt chân và thiết lập khu định cư thành công đầu tiên ở Bắc Mỹ.
Sau khi khởi hành từ Anh vào tháng 12 năm 1606, ba con tàu chở các nhà đầu tư của công ty Virginia và những người được thuê của họ đến ngoài khơi bờ biển Cape Henry vào ngày 26 tháng 4 năm 1607. Một nhóm nhỏ lên bờ để khám phá nhưng cuối cùng đã xảy ra xung đột với người da đỏ, khiến hai người đàn ông bị thương. Vào ngày 29, một nhóm khác lên bờ và dựng một cây thánh giá bằng gỗ sồi, đặt tên cho địa điểm là Mũi Henry, để vinh danh Henry, hoàng tử xứ Wales. Ngày hôm sau, những người này tiếp tục tìm kiếm một nơi để sinh sống lâu dài, và cuối cùng họ đã dừng chân tại địa điểm được biết đến là Jamestown Island vào ngày 13 tháng 5 năm 1607. Ở đây là outlook, nhìn ra biển với lại hai cái lighthouse. Này có quân sự ai cho ra mà tắm? Surrender kìa. Như vậy là chúng ta đã đi hết 5 điểm du lịch ở Virginia Beach rồi đó. Bây giờ trước khi rời khỏi thành phố biển lịch sử xinh đẹp này, Cao sẽ dắt cả nhà đi ăn ở một quán bánh mì trà sữa của người Việt nha. Quán rất ngon và đẹp. Quán này có tên là Kim's Bánh Mì. Địa chỉ quán Cao để ở góc màn hình để cả nhà cùng tham khảo nhé. Thôi Aiden cũng có bánh mì mà. 7 giờ mình mới tới á. Mình tới 6 giờ à. Mình tới ăn anh nè. Bánh mì mình dậy ngày mai ăn rồi. Thôi bánh mì rồi. Sau khi ăn no nê rồi, bây giờ nhóm Cao sẽ tiếp tục lên đường đến với thủ đô của nước Mỹ. Cả nhà nhớ đón xem những video sắp tới để cùng Cao khám phá Washington DC nhé. Đừng quên like video và subscribe theo dõi kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.